Gân không ha? Gân thịt này là xương như là gân ăn lùng lùng cái má đấy không? Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chỗ mình bắt được con cá mập nữa nè. Lúc này nước mặn nó cá mập nó hay lên trên sông rồi đó. Đây, hồi giờ mình lóc thịt ra mình nhúng giấm, còn đầu với mấy kỳ này mình sẽ nấu lẩu bằng hoặc lẩu có mẻ. Mình canh thử bao nhiêu ký nha. Mấy ký vậy? 4 ký mấy? 4 ký 3. Còn là 4 ký 3. Cái lớp nó nhám quá trời ha. Một két. Sạch đây là nó hơi nó cứ nhắc thôi. À, cái nó chịu da nó mình xèo. Cá này cái lá gan dữ trời. Làm để cắt đứt lần cái lá gan nó cỡ đó đó. Làm thành nha, coi cái lá gan hai cái gan buộc không có gì trong đó. Quá trời ha, cái lá gan rồi bông lỏng không có gì trên. Bây giờ nó dạng này gan như là hỏi heo. Thịt lên tới trên này luôn.
là cá mập nha, mặn gọi đó. Nấu lẩu bệnh, chị ba đang trụng trái bệnh. Còn đây là khúc đầu, khúc đuôi với lá gan, còn khúc giữa để tủ lạnh nè. Nhiều quá ăn không hết, mình khúc giữa để chế biến món khác nữa, cả bí lù hoặc là xào lăn cũng được. Một cái gan vô trước cho nó chín. Cái này lâu chín đó. Hai lá gan khủng khiếp luôn. Sau rồi mình bỏ cái đầu vô nha. Bỏ cái đầu vô trước đi. Đầu lâu chín. Đó, cái đầu là ngon nhất á. Bỏ mấy cái kỳ vô luôn. Này ngon. Ăn súng, một xô đũa, đậu bắp, có nhiều hả? Này ăn rau ít rồi. Cái nhúc cũng có rồi. Lấy cái gan này mình dầm vô nước mắm nha. Đó, nước mắm dầm được. Quá béo. Thử món mới nha. Cá này kêu là cá mập. Cá mập nấu lẩu bằng. Này quá trời thịt với gân mặn nha. Thử miếng nè. Chấm mặn mặn. Chính là mềm. Nó có hậu mùi như là thơm như cá đuối vậy. Mà ngon hơn cá đuối. Nó dai. Này cắn thêm miếng gân nha. Dai ngon bạn. Mềm không? Mềm. Ngon. Béo không? Thơm không? Đó giờ con có ăn gan cá mập chưa? Ăn chưa. Ăn con gan con này là mới mốt là con không sợ ai luôn á. Nó gan dữ lắm. Gan này bự nữa. Giờ mình múc cái đầu. Xử cái đầu ra. Cá mập hả? Cá mập nha. Chung cái đầu quá ngon mà. Nói chung là cá này là cái đầu là ngon nhất. Đầu là tiền không đó. Hai bên này chứ ở trong là xương sụm. Rồi xé chứ. Đầu này cực kỳ luôn. Miếng miếng. Còn dữ không? Gân không ha? Gân thịt này là xương như là gân ăn gùm gùm luôn. Cái má đó phải không? Trên ba chữ đi. Đấy, chứ ăn làm lại cho con miếng. Để nghe kiếm nãy giờ. Bằng à, bằng đi. Thằng làm miếng. Để gân cảm giác nó khỏi nào. Quá ngon, gân không à? Cái đầu nó gân không? Béo không? Cho mình bằng à? Không bỏ gì cho nó đầu quá là ngon, gân không? Cho mình thử chứ ha. Còn này mình lấy sao? Hoặc lấy cốt hả? Cốt sao? Cái này xương như bằng xương sụm, gắn thử nó miếng. Không bỏ gì cho. Người không nó giòn, nó dai, nó giòn. Ngay nó giòn, khi mà giòn tan quá, ngon. Thử cái da này. Da nó dày nè mà đẩy miếng à, da nó giòn nhây dai nó ngon. Nói chung là cái đầu tuyệt vời, cá này là cái đầu là ngon nhất. Chung thì ngon hả? Ừ, gần nữa rồi.
Mềm mà nó muốn gục luôn rồi nè. Nãy giờ chảy ra thôi. Cái gì mà hết xương mềm. Cái xương đó là gân thôi. Cái này luôn. Cái này nhai là còn nhỏ sọ đó nhỏ. Cái đầu là số 1. Đó mình quất cái con mắt nha. Con mắt cá mập coi nè. Ăn sáng mắt lắm á. Nhìn mấy cây số như đằng xa nhìn đã biết cái con mắt nó phát hiện mò nhanh lắm á. Nhìn đằng xa là nó lẹ lắm á, thấy ngoài là nó mắt nhanh vậy ta. Đầu gân không à, em nghĩ cái thỏ nó là gân không á. Cái gì cái bộ da đầu nó heo á, dính vô quá béo cá lại phải hửi rồi bỏ đây. Cái đầu của món quả cạo kỹ chứ nó nhám à. Cái chót với cái dạ dưới nó cạo hoài nó không ra, bởi nhìn nó kêu cá nhám là gì đó phải không ta, nó cảm nhám đúng không? Da nhé giờ cá. Cá mập là mình ăn lần thứ hai đó mà vẫn cục còn được ngon. Lần trước ăn con 4,2 kg, lần này ăn con 4,3 kg, còn bự hơn được 100 g. Lấy có cái đầu nữa mặn ơi. Cục kia ốc quá trời bự luôn kìa. Cái này là cái đầu của con cá mập. Nó cá này cũng làm dạng 4 mấy rồi ai. Này mà mình gì nói cá học chắc ta cũng không biết đâu ha. Nhưng mà không nói chắc các bạn không biết đâu. Hai bên mép mình đã lấy ăn hết rồi, mắt rồi, còn này ốc. Ốc lấy chút xíu bạn ơi. Ốc thì ốc nó nè. Chạy dài xuống dưới luôn hả? Tới dưới luôn hả? Trời. Béo bạn ơi, ốc này béo, ngon. Ốc này mà thấy tỷ nó đem chân ăn cũng chắc không thua ốc heo đâu. Mình xử cái có đủ rồi, chân có chút xíu rồi. Cái này mình giờ mình bóc tay đi. Nó mập vài tay nên nó cũng đỏ ốc ngự. Cắn thử cái sụm cho bạn ơi nha, nó giòn giòn. Ngoài nó bắt lấy cái gì cá mà bụng mịn. Em giục bỏ trời. Bạn nghe gì không? Giòn miệng giòn. Xương là nhai là giòn nuốt luôn á. Cá này cũng cỡ 40 mấy bạn ơi. Mình lấy hai bên mép hết trơn rồi, giờ còn cái giữa chi bằng xương đó, nhưng mà này, xương sụm mất. Cắn giữa thôi, cắn nổi luôn. Ừ, cạo, da chơi không cạo ăn được. Hơi cứng hả? Cứng mà ăn... Ăn vẫn được không? Được. Ngon mà. Nó gân mà gọi gân hơi dai. Mình không ngán luôn. Ốc nè. Bút cái ốc hết đi, để hồi nó nguội. Đây là hút ốc rồi nè. Chừng đã nóng nha. Ốc béo. Nên ốc là béo thiệt. Cắn mấy cái gì đó, mấy cái gì đó giòn lắm á. Đã. Đã ngon. Này nói chung là ăn không ngán luôn. Đã môi. Này lâu cái này là ăn mình không bỏ gì mà nó ngon, ốc đó béo, mưa này thì nó dai dai mà cái này nó giòn tan luôn á, không bỏ luôn á. Đã ốc nữa mà ốc bự nhiều dữ hết á. Quá trời béo bạn, hết ốc chưa gì mà còn đó, có gì trong đấy còn mà. Ốc nghe giáo sư nói là nó dài lên tới trên luôn mà. Nhưng mà cá này nó là ở dưới nước là nó là vua đại dương à, ăn ốc thì thông minh lắm.
hồi nay mình cũng mới thử lần đầu à. Sọ nó đeo thôi. Ngon quá nè. Vậy thấy rồi luôn, ốc nhiều ha, bởi vì con cá này thông minh lắm á. Nó mà bạn là có dịp ăn cá này thử ăn thử đi. Rồi cảm ơn anh Thận rất nhiều. Xin chào các bạn, đang làm mua ăn thử à. Đây cái lẩu cũng sắp hết luôn. Còn khúc giữa nữa mà mốt mình sẽ làm nhúng giấm hoặc là xào lăn. Để coi thử coi cái lúc đó coi làm món gì ngon. Cắt xào lăn đi ha. Đây, xào lăn thì chặt cục cục cục. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này ha. Chào tạm biệt.